chiều ngày 15 tháng 6 năm 2016 chúng tôi đang đóng gói chiếc tủ chùa bầu để dành cho anh Lương ở ngã tư An Sương, Hồ Chí Minh. Thì tủ chùa bầu này các cái phần lớn thì gồm có là cái bệ và hai cái ô bên cạnh. Ngày hôm qua lắp đã tháo ra thì đã báo cho anh Lương rồi, và hiện nay đóng gói. Thì là đây, cái kiện này có những cái gì bác nói để các anh nhé. Bệ này, ngăn kéo này. Bệ là một, ngăn kéo là hai. Hai cái chương. Cái chương trên cao, tức là cái phần ở trên đạo viên Kiên Nghĩa với cả cái ô có ông cưỡi ngựa đấy. Vâng. Rồi. Với cả hai cái đợt con gì? Hai đợt con con. Rồi, các cái xà hậu đã được đánh dấu số rồi. Như vậy đây là cái kiện bệ và kèm theo cái chương trên cùng, và cái vành mai và hai cái ván đợt cộng với mấy cái suốt. Thế còn cái ở cái kiện lớn đang đứng đây có những cái gì bác báo cái? Hai cái bên cạnh này. Là có hai cái phần bầu bên cạnh. Một cái miếng ván hậu và một cái khung cánh đằng trước đã tháo gương ra rồi. Vâng. Hiện nay là ngoài trời rất là nắng. Chúng tôi khi mà giao hàng vào trong Nam là đều được đóng gói hết sức là kỹ càng này, và những nơi có kính thì đề chữ có kính ở đây. Và chúng tôi đang quay hình ảnh ấy là phía trong khu A của chưa, đây khu A 6 tầng đây. Bên kia là khu B. Thì đây rất nắng, tôi phải đi chui vào trong nhà ngay. Anh em chuẩn bị giao chiếc tủ này vào cho anh Lương ở An Sương, Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 6 năm 2016. Và tiếp theo cái hàng chuẩn bị cho anh Lương thì chúng tôi đang chuẩn bị là đang đi vào hoàn thiện hai chiếc giường cho một khách hàng ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây chiếc giường của anh đây.